một tổ chức tư vấn hàng đầu của Anh, đã đề xuất rằng các quốc gia phương Tây nên ngừng cố gắng đào tạo sĩ quan Ukraine theo tiêu chuẩn NATO, mà thay vào đó đưa ra những chỉ dẫn phù hợp hơn với tình hình trên chiến trường. Viện các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh, RUSI, hôm 4 tháng 9 cho biết cuộc phản công của Ukraine đã bị cản trở do thiếu người điều phối các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào lực lượng phòng thủ của Nga. Tuy nhiên, viện này cho rằng việc đào tạo bổ sung của phương Tây sẽ chỉ hữu ích nếu chương trình hướng dẫn dựa trên các thiết bị và cấu trúc mà Ukraine sử dụng thay vì dạy các phương pháp mà NATO thiết kế cho các lực lượng có cấu trúc khác nhau. RUSI cảnh báo việc đào tạo sĩ quan Ukraine dựa trên tiêu chuẩn của NATO sẽ vô ích vì những chiến thuật đó không được quân đội Kyiv áp dụng rộng rãi. Tờ Telegraph dẫn lời nhà nghiên cứu cấp cao Jack Watling bình luận rằng việc đào tạo như vậy sẽ là sai lầm khủng khiếp. Ông giải thích rằng có thể dạy quân nhân Ukraine thành sĩ quan tham mưu NATO, nhưng khi họ trở lại Ukraine, nơi họ có những công cụ khác nhau mà không có đồng đội nào hiểu về thuật ngữ của NATO, thì họ sẽ phải quay trở lại nói những gì mà đồng nghiệp họ hiểu. Báo cáo được đưa ra trong bối cảnh nhiều nước phương Tây nhận định chiến dịch phản công của Ukraine đang đình trệ và không đạt được kỳ vọng. Trong những tuần gần đây, nhiều tờ báo đưa tin giới chức Mỹ nóng ruột khi Kyiv lưỡng lự không áp dụng lời khuyên của họ về cách triển khai các cuộc tấn công. Tờ The New York Times dẫn lời 6 quan chức Mỹ giấu tên, cho biết Washington tin rằng Kyiv đã sai khi phân tán quân rộng khắp tiền tuyến, thay vì tập trung lực lượng vào các mục tiêu được ưu tiên cao ở miền Nam. Tương tự, một báo cáo tình báo Đức bị rò rỉ vào tháng 7 lập luận rằng quân đội Ukraine không đạt được tiến bộ đáng kể trong phản công vì không thực hiện đầy đủ các chiến thuật đã được phương Tây huấn luyện. Bundeswehr cũng phàn nàn rằng quân đội Ukraine đang thăng chức cho binh lính có kinh nghiệm chiến đấu, thay vì những người được huấn luyện theo tiêu chuẩn NATO, dẫn đến những quyết định sai lầm và nguy hiểm. Bộ Quốc phòng Ukraine đã đáp lại những lời chỉ trích bằng một bài đăng trên mạng xã hội vào tuần trước, cho rằng tất cả các bên đều có quyền phán xét, nhưng không ai hiểu cuộc chiến này bằng chính người Ukraine. Bộ Quốc phòng Ukraine nhấn mạnh rằng, nếu Ukraine nghe theo lời người ngoài nói vào tháng 2 năm 2022, thì Kyiv sẽ không còn tồn tại. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.